Chào cả nhà. Rồi con xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Cả nhà ơi, bữa nay mình nổi món. Hôm nay mình nấu bánh canh tét. Nguyên liệu có tét nè, với bánh canh. Này có miếng hành. Ở ngoài kia có dừa, lát chú Tám lộn cho chú Tám. Rồi rồi, để anh đi lộn cho. Rồi. Mà nó mình bữa nay nó không chuyện cho anh Tám làm. Rồi, anh lộn anh nấu luôn ha. Thôi nấu dừa dừa béo lắm mấy chú. Béo hai trái luôn, hai chị lộn quá hai trái hả? Rồi, hai trái luôn đi chú. Rồi. Rồi vậy em lột tép ba, mình mà cả nhà giờ biết với mình nha. Rồi thôi đi. Em lột tép, bữa nay em lột tép. Rồi ngày mới thì con cũng xin mến chúc cô chú anh chị các bạn thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Này chú Tám 66 lột dừa chú Tám. Xấu quá, lột dừa nào dừa. Cái gì vậy chú Tám mình. Đây hả? Ôi. Ngày hôm nay vắng mặt quá ha. Thì Bạc Liêu mới về chú Tám ơi. Rồi. Cũng ngon. Có con Nguyệt không mới đi chứ. Dạ, đi chơi với con Nguyệt chứ đâu. Có đám tiệm hả? Dạ cũng có đám. Đám rồi. Ôi mớp này lớn quá nè. Ở chú Tám chưa ngắt đọt hả chú Tám? Cắt hả con? Dạ, lấy tay mình ngắt á. Không, kéo con này hết. Dạ. Đó, mình phải lấy tay mình ngắt á. Thôi. Mình ngắt cho dòng mớp sâu banh luôn. Nó trùng luôn. Mấy ngày nay thì không có không biết cái dằn đậu bắp mình tới đâu nha. Đau lắm nè, đau. À, khổ qua cũng lớn rồi nè. Khổ qua lớn chưa ha chú Tâm. Đây là đậu bắp của chú chị. Đậu bắp lên cây mập quá trời luôn nè. Đầy đủ nắng. Vậy là bữa nay mình dọn dẹp chỉ có một nồi thôi ha. Nồi mình đi xào tép không? Dạ, vậy là cũng hai nồi. Hai lò. Này 6 lò lọc tôm tươi. 6 lọc tôm. Lọc ra chứ mình lọc ra nó tươi vậy nó ngon hơn mình trụng rồi mình lọc. Rồi. Thì mình lấy chỉ tôm nè. Cục nha em lấy luôn đi. Lấy rồi, em lột cái này làm lấy luôn hả? Cục đen là gạch hả? Gạch á. Lấy một gạch nè, nè cái cục trên đầu nè, phải lấy ra nè. Đó, cục này nè, nguy hiểm. Nguy hiểm. Anh lột, anh lấy ra. Mình lập tôm tươi vậy nè, thì sẽ giữ được cái chất ngọt hay thêm tâm. Đúng rồi. Mà mình nấu bánh canh này mình phải lột tôm tươi con ơi. Dạ. Chừng nào mình ăn cuốn, ăn gì mình mới luộc. Cái này nó tươi quá mình lột cũng hơi khó hơn nhưng mà tươi nó dính vô da đó. Con tép là kêu da hay kêu vỏ ta? Vỏ. Bánh canh này là sao ta? Cái này gạo người ta lấy trùng. À cái này là làm từ gạo người ta xay rồi người ta lấy trùng chín người ta mới sắc. Dạ, vậy là cái này chín sẵn hay hả? Ở đó cha với mẹ làm này hồi xưa mẹ con làm á. Cái này đổ bột rồi xong rồi bắt đầu mới ra cái khuôn. Bột, bột mình lấy trùng là quậy với bánh mặn hổm làm vậy đó. Dạ. Rồi cái đầu mới đổ ra ngoài cho nó nguội chút xíu, rồi trộn với mình tinh vô nhồi. Dạ. Nồi xong mình cán ra mình sắc. Dạ. Vậy này làm sẵn luôn quá sướng rồi. Dạ sướng. Nắng chưa Tâm? Không nắng. Nắng trong này mát. Cái gì mà mình lột là phải con cạo vậy nè. Con cạo cái ba cái gâu kia nè để mình nạo, khi mình nạo nó rớt xuống á giờ. Dạ. Quá chi chim bao. Ngày xưa là anh ba học lớp 1 được mấy tháng vậy hả? Không có,
được có đúng là 21 ngày hay gì vậy? Cái nó bị bệnh luôn mà nó đọc chữ hay thiệt luôn sao? Mà anh ba đặc biệt cái nha là biết tiếng Anh luôn nha. Nó không biết nào gì biết hết trơn. Hồi sớm giờ là một cái câu chuyện mà là anh ba của mình là con thứ ba là của mẹ đó. Thấy mẹ? Nó còn nay nó ba mấy tuổi rồi? Dạ. Còn nay nó 34 tuổi rồi. Là anh ba của em là hai. Qua đời này cũng cỡ 12 năm, gần 13 năm rồi. 13 năm. Lâu dữ vậy hả? Lâu rồi. Trước má hả? Trước má 1 năm. Trước má 1 năm tháng. Vậy là 12 năm. Ba lên bây giờ lên thiên đàng thẳng thẳng rồi. Thẳng thẳng luôn, lên thẳng thẳng. Mà chụp cái hình cho thấy không? Người vô tư nhìn thấy phương nó sức luôn. Ngồi đỏ hay màu son nữa. Hồi đó đi nó ai cũng không nói con trai đâu, nói con gái. Nói với anh Tiền, với anh Khánh, ba anh em chụp hình chú hết cưng nó sức luôn. Sống bây giờ là con giàu. Cái con nhớ là cái cuốn sách mà Lục Văn Tiên đó là nó dày lên vậy nè. Mà anh ba anh thuộc hết nguyên cuốn luôn. Không bình tâm. Còn nhạc ở trên đài mà cái vô tiếng á là tivi đó trắng đen đó. Lúc mà có một bài hát gì đó lên theo yêu cầu á là người ta hát một quận phải không? Người ta hát vào lên quận là thuộc hết trơn luôn á. Nghiệp lắm, cười không ra tiếng. Mà nó nằm một chỗ vậy chứ không có biến dạng nha. Mặt mày hồng hào đẹp trai, không có biến dạng. Như ta nằm lâu biến dạng nha, cái này không có. Rất là đẹp trai luôn. Cứ nhăn nhăn cười suốt vậy đó. Cười suốt luôn đó. Tay chuyển ốm thì mà cái mặt nó tròn vo. Mặt nó đẹp trai, trắng tươi, môi son đi đó. Dạ, biết sao mà đẹp trai nó giống lên. Chết hay biết mà. Chết hay. Thằng Khánh lên là chết. Khánh, thằng Linh, thằng Khoa, một mặt mệt à. Mẹ thì nó lên Bình Dương mà chủ nhà đó năm ơi, cũng lột hai trái rồi thôi chứ vừa về con quá trái được rồi chú trái ha. Ừ. Cho nó đi vô luôn để con nào chưa lấy ra nhắc bác sĩ nhắc anh ba nhắc á mới nhắc con Linh Linh khen ba Linh vừa Linh nhắc rồi nó lại rất nặng nữa nè. Giờ thấy anh đẹp trai lắm giờ nào vừa nè. Này mà xấu xí, sắc xả nào vừa. Hai mà hai người không ưa đi xuống lục tôm. Mỗi lần mình ra đây qua clip là cái con bé này nó ra đây nó nằm nó ngủ. Ai nghe vui á. Đồng. Cái lớp thằng chen lắm đó, anh chán. Bít lò, 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 xong rồi cái mình cắt ra mình xào chứ con bự quá. Bự quá ha, bự quá ăn không đủ. Làm bốn quá vừa có ớt rồi mở cái bao tay nó hơi khó sợ nó cắt vô cái bao tay đó cắt dính rồi đó dính bao tay rồi đó là mình cắt vô cái bao tay ha. Ngon quá ha. Thịt trong khe luôn, trong khe luôn. Mình lột tươi về nó ngon. Tám bằng chiếc thành được, tám bằng ớt giờ về cơm nào ra quá trời béo nhiều là béo đâu anh đâu có nặng gì đâu có quá trời ơi chút xíu đổ sập vàng cháy luôn à.
Nghe luôn á. Ở đây em bằm miếng hành lắm, mình lắp mình ốp két chị ơi. Xắt hành luôn. Nắm canh cắt nhỏ 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 nhỏ. Dạ con chồng và cô chú. Làm gì giữa cột đây? Bữa nay con biết nhà mình ăn gì không? Con biết. Hãy nhìn. Xin mời. Biết cộng đó cộng gì không? Con biết. Cộng bánh canh. Bữa nay nhà mình ăn bánh con canh. Con dài. Đồng hương chú gọi món vài bánh canh. Thôi. Rồi thôi bữa nay ăn dớ nữa. Ôi. Con xuống luôn trong rừng. Trời ơi, ơi, ơi bắt cỡ kìa. Dạ chú Tư phát hiện mới biết. Đâu kìa đứng rồi, đứng rồi. Ồ, con dế này nhảy được nè. Vô, quá dữ rồi, mua quạt rồi ha. Bây giờ mình đi bắt trâu với cắt gọt thôi, bầu. Sau khi chú Tám đã nạo dừa xong, thì bây giờ mẹ chắc nó cốt dừa. Vậy là bánh canh tép mình có nước cốt dừa. Ừ, nó béo hơn. Nói chung là bánh canh tép nước cốt dừa là mình theo hồi xưa á, ở vùng quê của mình là nấu bánh canh canh nước cốt dừa nha. Cái giờ ta bán ta không thấy ai làm nước cốt dừa đó. Dạ, không có nước, không phải làm biến đâu, bỏ nước cốt dừa vô bán lỗ chết. Lời, mất lời. Ngon. Chứ không làm cái này mà mình làm theo kiểu xưa à. Vậy em dịnh cho chứ em nói chuyện nghiệm thôi. Cái này chỉ có pha nước ấm rồi có, ha. Nước ấm đâu có rồi. Có nước ấm đằng nó ra. Ấm ấm này nó ra nó cốt nè. Còn mình dắt nước lạnh nó đâu có ra. Nên mình dắt nước không bao tay được. Nó kiểu này là theo ký ức của cha mẹ em ngày xưa. Dạ. Nấu là có nước béo lắm chú. Bữa nào mình nấu cháo dừa ăn bữa chứ. Đúng rồi đó. Cháo dừa, bánh canh nước cốt dừa thì dắt cháo dừa nó chắc từng lễ sao đi. Cháo dừa nữa. Cháo dừa chú ăn cháo dừa luôn đó. Chú ơi, hiện hồi xưa mà chú anh biết không được cháo dừa nấu bánh canh hay nấu cháo gì không cả vấn đề. Đi qua củi cái lụm được trái gì vậy? Nấu lụm được cháo dừa mà nó dính nha. Cháo dừa ăn cá khô khô rồi như mắm luôn. Dạ, nhất là ăn cá khô khô. Nấu cháo chắc nước cốt dừa tép rang được. Ừ. Nước cốt dừa mà ăn với tép rang là ngon. Tép rang là cá hủng hỉnh khô khô cũng ngon. Tép rang được tép mũi đâu hết. Tép ruộng rồi xưa. Huy con chế cho cái nội Huy. Nội pha nguội rồi, hẩm 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 không đâu. Chế đại thì nào nào cứ ngon ngon. Rồi luôn rồi qua. Bữa nay vô phụ bếp luôn ta ơi. Là một bên đây là nước cốt Rồi cái đó mình chín mình hả bà cho vô con. Dạ. Cho nó béo. Này nước cốt dảo. Cốt nhất, cốt nhị. Đây là nguyên liệu một bàn luôn. Ừ, thấy vậy cái nãy không có nguyên liệu giấc này thấy không? Bày ra một đống rồi đó. Này, hồi bàn. Nãy thì không thấy. Trời ơi, con này mới ngon lắm nè. Sẵn mình ốp tép luôn. Mình ốp xong mới xào. Mình cho đồng hành vô. Mình thử mùi tép nó không có tanh. Đây, được. Cái này không có đường, muối, bột ngọt, hạt nêm. Thôi đường mình nêm sao chứ. Đường nêm sao chị. Cho nó thấm vô trước. Bây giờ nước sâu nè. Mình đã nó canh vô. Muối cũng không đi ngay rồi. Này nó có nở không nè. Không, không có nữa nè. Nhưng không có làm nước, nước nó trong, nó có làm. Bây giờ mình lấy trùng rồi á. Rồi. Còn bột mà con xay rồi nắng vô chai á, nước nó mới đặc. Này chú Tám cắt đọt. Cái này được nè. Dạ. Có gì luộc ăn ngon. Luộc luôn à. Giờ mình thả canh vô từ giờ làm cho nó dảo vô. Nó chín thì nhắc xuống ha, cho nó cốt đặc vô. Mình phải làm nhẹ tay nữa. Mình cho dầu vô nó mình xào tép.
cái đó chụm lửa riu 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 thôi. Giờ dầu nóng mình cho miếng tỏi vô. Mình trà cho tép xăng để có thể bỏ qua nồi bánh canh. Gạch nó ra quá trời sệt hết. Bây giờ tép nó cũng chín này, cho nó vô nồi bánh canh luôn. Mình nhẹ ta cho nó bung những cái bánh canh trong vắt. Giờ nồi bánh canh nó chín rồi, giờ mình nêm, mình cho miếng muối, miếng hạt nêm, miếng bột ngọt. Giờ mình cho hành vô luôn. Cho miếng hành phi vô luôn. Có hành phi vô nó hực mùi thơm hết chú Tám nha. Nghe mùi bánh canh này, bánh canh nó tốt vô. Nghe mùi bánh canh liền luôn hả? Vậy mình đổ nó tốt vô vô nó nè. Rồi đập cái đá nha. Làm cái đá trà đá sao đừng đập đá. Bây giờ sau cùng hết mình cho miếng cốt đặt vô nè, cốt kẹo nãy mình dắt trước á. Cho nó béo. Rồi, mình cái đi. Bánh canh này chắc là em ăn được và anh Phương vô mệnh làm được canh. Được chứ, được. Quá sức cho mẹ. Quá giờ tôm luôn. Béo bút, dữ ta. Bút giá nào là cá tôm giá nấy. Ngọt, ngọt quá chỉ luôn chị Năm mua ký tép và bạn cũng trắng luôn. Ký tép luôn. Ký tép luôn. Ký luôn. Giúp mọi người qua bạn cho. Giờ anh cho giúp mẹ đi. Rồi ngồi chăm thêm đừng đầy quá. Dạ. Bữa nay món bánh canh là hợp với hai ông cháu mình đang bị nhức gan hả Huy? Hút nước à. Rồi sau khi món bánh canh tép của mẹ em đã làm xong thì em xin đại diện gia đình mời cô chú chị các bạn ăn bánh canh với gia đình em. Dạ, rồi, mời cả nhà ăn bánh canh với mình nha. Ông ơi, ba với chú cũng con, mẹ với nhãn cũng con. Rồi, ăn rồi. Rồi, rồi. Giờ mình để tiêu vô mình ăn. Được, chú Tám cũng mời caramel lên bánh canh chú Tám nha con. Dạ. Hôm nay có caramel ăn là vui em nhỉ. Cảm ơn anh. Ngon à, ngọt mà béo nữa. Rồi, thử rồi. Ngon, ngon. Anh Năm về, anh Năm ăn. Thử rồi. Múc cho anh Quách. Đừng để cha, có tiêu cho cha sạch à. Có, cha phải múc muỗng cái này nè. Anh Năm vừa ăn hả? Vừa ăn ngon xíu, bác. Hả, thử. Ngọt, đó, vậy đó, rồi ai thích đó, có nước mắm vậy đó. Ai thích mặn, thì có thêm. Rồi đó, ai ăn mà thấy cảm thấy ngấy, hút nước mắm thêm. Quý thử ra rồi, mời đi nắng cho, thử ra rồi, chị ăn không? Đang có không? Không, thôi rồi. Ngon à? Trong cái canh trồng đó chứ Tám nha. Ngon chưa? Trong cái canh nó dai ngon chứ hả? Cái này mình, con cái này mà nguội kìa, còn béo nặng á. Nóng vậy á, nguội lắm. Béo không? Không, không có giá. Không có giá. Con em bỏ chỗ lạnh. Được rồi. Tép nó dai không? Rồi bọt cái bột bánh canh nữa vậy. Bột canh nó trong mà nó dai. Mặt hả? Dài hả? Đó, canh keo luôn. Dạ, ăn tỏi gì nó ngon. Cơm ăn trứng cục cơm, tép và bạc. Trứng à? Dài 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 ngon. Bạc nó ngọt. Sau khi bà nội nấu, cho bà nội ăn dây điểm. Dạ. Nóng. Đúng rồi. Ăn rồi mới cho điểm. Cái mẹ hấp nước cũng ngon mà ăn cộng bánh canh cũng ngon luôn á. Hấp nước nó ngọt, nó béo. Còn con bánh canh này nó dai, dai ngon. Tôm. Trong năm đi mua tôm sống á. Ừ. Nó dai. Tôm sống nó dai. Dạ. Cái gạch tôm á, thiên tám, cái nó gạch màu này nè.
đẹp ha. Nãy con giới thiệu là bánh canh tép. Không không không. Là tôm. Nãy là tôm không à. Cắt tôm lưng quá. Tôm lưng. Mình đây với người thành phố tép tôm gì tôm chưa tôm không hả? Ừ, ngộ nha. Ừ, chỉ có dưới quê mình mới chơi tép thôi chứ thành phố là tôm rồi. Tôm. Không bự bự là chỉ bằng tôm. Rồi báo cáo nha. Đó, chán nè Vy ơi. Ừ. Vậy. Hay vậy ta? Quá nhiều. Giang ăn được chứ mà cắn ăn được. Hai chị em giữ hết luôn nha. Ăn rồi giờ mình múc lại cái tích này nó mang. Rồi cuốn nè, trứng nè, mưa. Rồi làm ra, mình ăn chanh. Này, chờ đợi như căng chưa nè. Ngày nay muốn dễ ăn. Dễ ăn. Dễ ăn. Nó mau mùi. Cha, cái này xích là hơi hộp thiệt. Đó là men nãy múc tiêu vô chú Tám á. Cái ăn hết gần hết nó lóng với ăn thiệt là ngon một cài. Ăn này tép quá tí nè. Nhiều quá ăn nó ngon. Ngon nè quá, này tép nhiều nha, muốn là tép không nè. Thật để chén thứ hai. Tép nhiều. Tí tép luôn. Đó vậy, nó ngon nè, nó ngọt dữ vậy nè. Cái canh này đặc sản luôn rồi. Với bình sắc nhỏ nhỏ để đều. Tâm cây lá dừa đó nè. Cũng múc cái tám nè. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Múc đầu đầy chén, năm bưng đầy chén nha. Lại ra bên ta giật rồi nha. Rồi qua 4 người vô có 1 tô à. Caramel là hết rồi. Caramel là hết luôn nè, caramel nút cái hết nè. Đó, vô đây nè. Caramel nút cái hết nè. Cái gì? Rồi đi, ăn đi, em múc thêm nha. Bên này 3 người tô, bên bánh 4 người mà, nè, 5 nãy múc bánh. Cái này phải đâu có múc, cái này nó phụ làm rồi. Bây giờ chưa múc đi. Không tính ha. Không tính. Nóng hổi vừa thổi vừa húp. Vừa thổi vừa ăn nè. Cái tôm á. Cái này quá chiếc tép luôn. Sao giờ em lấy chỉ ra, lấy chỉ tôm ra. Rồi bắt đầu cái chưa gạch lên là chỉ năm sau. Cái nó vàng vàng, cái nó vàng vàng đó chú. Có sạch tí. Ngon quá. Chị ơi, múc giá nào cũng có tép hết trơn. Cái này mà không thổi để vô ăn là trong nó hơi dầu. Em hồi đó giờ em mới ăn bánh canh nước dừa chị. Vậy đó thiệt luôn á. Hồi xưa hồi nhỏ nhỏ má chị nấu vậy anh chưa ăn qua. Bánh canh tép nước cốt dừa. Em bánh canh nước dừa có nước dừa tươi hả? Nước canh tép nước cốt. Cái này mình nấu theo xưa nè. Bây giờ ít ai nấu nước cốt dừa rồi. Xong rồi ngon quá. Để coi cha mẹ mình nấu mình ăn á. Nó có nước cốt. Con mới về. Nghe không? Để ăn lời không có bỏ gì hết trơn. Hết luôn. Ngon lắm. Mới quá lời hả? Kính Tám không bỏ gì hết. Chị ơi. Bẻ quá chị ơi. Lấy chồng nội cái ly nước nè. Thì hồi đó chị Nằm với Nằm nấu này bán hả anh Nằm? Ừ. Hàng chị bán đắt quá trời luôn. Hai người đúng rồi đó. Ngon đó. Chị bán đắt quá. Chưa cái này đẩy xe đẩy. Đẩy xe đẩy cho đâu gánh nổi. Rồi rồi. Bằng đẩy luôn. Bằng hết chứ không bằng ở nhà. Bằng hết chứ không có bằng đất mà giờ không có nhà ở. Bằng đất hết rồi đó đâu nhà đó đâu rồi. Bảo đảm luôn rồi. Dạ. Ngon quá. Hồi lúc lên còn sống á. Ừ. Để cái xe đẩy xuống Ninh Bình. Thì mà dưới cái nó có cái lò á. Để than á nó đóng hoài luôn. Đó. Đó Nằm đóng xe đẩy, đẩy với đi chứ phải là hay không. Bán hay lắm, bán làm bán gì cũng được trơn. Rồi ngày đầu kia chỉ bán mì thịt, bán 90 ổ mì thịt. Ừ. Với con nồi bánh canh này. Quá. Wow. Người bắt chưa ra bán thêm. Dạ. Giờ bán quá trời luôn. Bây giờ chắc 90 ngàn mì thịt á, ổ mì thịt đó chắc bán chắc tháng quá. Đến bây giờ luôn nào. Giờ ta bán quá trời luôn rồi. Giờ bán nhiều lắm. Rồi bên đây ăn mặn nha. Hết nước mắm rồi nha. Kia thấy nước mắm còn nguyên ta. Đây. Không có chăn nước mắm vô sao? Tại vì mình chan vô cho nó cay cay rồi. Rồi nói chuyện ở đây ăn ba chén này. Mình bán nước à, múc nhà miếng nước đi nha. Không, vậy được rồi. Ăn bằng thi với bển kìa, em múc thêm là mình thua rồi. Là mình thua. Nghe khôn nghe, không cho múc thi chờ thua kìa. ăn hết gắn rút với ăn hết thì bên mình còn đòn ăn còn mắc vợ cái nước ngon hơn ngọt nhất nè cái thứ ba mẹ múc đi sáng nay chẳng phải thua lâu quá mấy chục năm mới lâu nấu lại cho năm ăn lại mà ngọt ngon thiệt tép quá trời cái mà vô tép này là nghề nghiệp của năm là như là từ đầu luôn đó cái năm á đúng rồi làm bánh mặn nữa. Vì nó vui quá ăn cũng đua. Ừ, cũng đua con gút vậy là mình thua ông Tám vậy đấy. Bánh mặn rồi bánh lọt nữa. Nhiều lỗ bánh lắm.
vậy mình chỉ hay bá nghệ tinh là bá linh binh nè, bây giờ không ra gì hết. Bây giờ bán ấy suốt luôn, một ngày cống đóng ngày chứ. Bây giờ mấy chị ta bán nhiều lắm. Sao thứ ba ngon á, nó chỉ làm bánh mặn cái hai sửng mà đi chưa tới đâu đâu là xong sửng rồi đó, một sửng bánh mặn chà bá chứ không phải là hai sửng vậy đó. Sửng nhỏ, sửng lớn, sửng nhỏ để dưới, sửng lớn để trên. Thêm miếng nước anh rồi mẹ chén à. Ồ đó đây đây diễn trợ nha, diễn trợ. Đó. Mình ăn đặc quá không ngon chị ơi, có nước mới ngon. Luôn cái mẫu hả, luôn cái mẫu hả. Cái thế không cái này mình ăn cái gì cũng ngon mà có cái có nước mới ngon hơn, có cái nước mới ngon. Hồi nãy mình tính không nghe xong nó cũng sờn sệt đi, nó mũi là con mũi này. Tô cái con nước em nói vậy mà. Phải có tôm có tép luôn mới ngon. Đem theo tép dài dài không mà cái nhiều cũng vừa luôn, cũng đều luôn hết chị, cũng muộn nào cũng có chứ. Thì ngớt mà thiệt nhận thêm cái này nè cũng nó ngon, đặc là thơm thơm có thịt hè ngon thiệt. Lâu lâu ăn cái thằng hôi đi ngâm vừa ăn thứ hạng ngon hơi hộp. Mùa hậu có nghĩa là mùa hôi ra mùa thâu 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 hậu em không biết nha, em nói đại vậy. Năm nay mấy mà gì hai bên lên mũi cái hai con bánh canh. Thì năm nay nếm thì vừa ăn mà phải dặm một miếng mắm vô nó thơm. Đẹp thêm một hành ớt này. Thêm miếng ớt nữa ha. Thêm miếng ớt rồi thêm miếng tiêu vô nó thơm quá rồi. Tăng đặc ngọt, sức mùa hôi luôn nữa. Con ơi, nè cảm khó luôn con ơi. Con cũng với tôi luôn rồi. Rồi bên mình thắng rồi. Mình Bé Uy cũng giỏi nè. Nó có gì ăn được chán là hết chán thì giỏi rồi. Anh đi lên chú bóng rồi quay cho anh. Có ra là men về thế. Báo cáo với bà con. Mời chén. Tớ ba chén vừa quá rồi. Bắt vừa bắn vô. Các con. Hôm qua bỏ ăn. Rồi. Bữa nay qua ăn cháo. Bữa nay ăn bù. Qua ăn cháo. Hôm qua ăn năm bận. Chén quá trời nhất. À, cơm hai chén mà bánh canh thì ba chén. No quá. No. Rồi. Bữa nay mấy mì con lết kìa, gửi quá ta. Ăn hết hai chén cháo trong nhà. Rồi ăn ba chén bánh canh. Hết vậy thấy ngon à. Ngon. Ngon. Rồi sau khi đã cuộc thi bánh canh tép. Bên này thua. Bên này 8 điểm, bên này 9 điểm. Tại vì chưa có cạn to luôn. Chưa cạn to, cạn to mới 10 điểm nha. Rồi. Rồi một món ăn nhớ lại kỷ niệm xưa của gia đình tới đây cũng ngon. Cũng nói. Một lần nữa thì em cũng xin mến chúc tất cả cô chú anh chị ngày mới vui vẻ và cuộc sống bình an. Thì em cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã luôn ủng hộ cho gia đình em. Và một lần nữa thì bye bye cô chú anh chị và hẹn gặp lại clip sau. Bye bye. 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 Bye bye.